Nguyễn Trọng Lý, cái tên không còn xa lạ với những người yêu nhạc Việt. Ngày hôm nay, nữ nghệ sĩ tài năng này sẽ có mặt tại trường quay của Cà Phê Sáng với VTV3 để chia sẻ cùng khán giả về album mới và những dự án âm nhạc của cô trong năm nay. Xin chào Lê Cát Trọng Lý. Cô gái sáng người lúc nào thì cũng nhỏ bé. Những người mà đã một lần nghe nhạc của Lê Cát Trọng Lý thì nó giống như là bị nghiện vậy. Và người ta cứ muốn quay lại để tìm thêm cái chất nghiện đó mà khó thật là dứt ra. Anh nói về một chút những sản phẩm âm nhạc mới đây của bạn đi. Bạn mới có một album có tên gọi là Đừng Mua Nhiều Nhà Hơn Mình Cần. Đừng Mua Nhiều Nhà Hơn Mình Cần. Tại sao bạn lại đặt tên cho album của mình như vậy? Cái này thì cũng là cái câu chuyện nó cũng cá nhân thôi. Cũng có một lúc trong cuộc sống mình thấy các câu chuyện nó cứ xoay quanh chuyện mua nhà. Một hồi cũng thấy mệt. Tiếp thì cũng nghĩ có thì cũng tốt mà, không vấn đề gì hết. Nhưng trong bài hát thì nó có một cái câu là ta mất đi cái ôm, ôm chặt. Nghĩa là có thì không sao nếu mà vẫn còn yêu nhiều. Thương, nhưng mà nếu mà mình lao theo và mình có và đến một lúc mình thực sự là mình thấy rằng là mình mất đi một cái gì đấy thì để nghĩ là mình cũng phải tự hỏi nó có đáng để mất hay không, có đáng để có và đáng để mất không. Bài hát này thì hát là ai cũng thấy buồn cười, tại hầu như chúng ta làm gì có nhà đâu mà khi mà mua nhiều hơn mình cần nữa, còn khó quá. Anh cái này giờ một số ít người thì người ta nghe thì người ta cũng thấy, ai mà có tâm trạng đó thì thấy buồn thôi chứ còn còn đa phần lý hát ai cũng cười hết. Theo Trang hiểu nhá, khi mà nghe cái tên thôi thì Trang sẽ liên tưởng tới việc là người ta luôn luôn mộng mơ một thứ nhiều hơn, một thứ mà ai cũng mong muốn có được nhưng mà lại quên mất những cái điều giản dị ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cũng không hẳn đâu, lý viết là hoàn toàn là nghĩa đen luôn á. Trang nhìn cái hình kìa, có nhiều nhà không nhưng mà đứng còn mình ở trên đó. Vậy thì cái ngôi nhà trong hình dung của Lý và ngôi nhà mà Lý mong muốn là ngôi nhà như thế nào? Lý thì cũng không nghĩ gì nhiều về việc đó đâu. Lý nghĩ nhà nào ở cũng được nếu mà vui. Ví dụ như mình ở nhà to, nhà nhỏ gì nó không quan trọng bằng cái người ở trong nhà. Mình vui vẻ với nhau, mình có dùng chữ kết nối nhiều thì nó bị lạm dụng. Nhưng mà giống như là mình có để ý tới nhau, dành thời gian cho nhau thì nó vui. Mình có nhiều hay có ít mà mình không có vui thì chắc là cũng phải xem lại về cái chất lượng đời sống của mình. Hiện tại bây giờ thì Lý đã có bao nhiêu ngôi nhà rồi? Lý còn thực sự là chưa có được một cái ngôi nhà thực sự cho riêng mình ấy. Tuổi này thì mình cũng phải có chỗ để ở rồi chứ đúng không? Lý với người bạn cũng có mua trả góp một căn nhà. Người bạn thì nó cũng vừa vừa thôi, nhỏ thôi. Chung cư nhỏ nhỏ để có cái chỗ để sống. Còn nhà khác nữa hả? Có Lý có mua một cái để làm cái trường học nhỏ. Nhưng mà cái đó thì bây giờ đó chưa phải của Lý đâu. Tại vì nhiều người cho mình mượn rồi ủng hộ mình thì mình cũng phải làm trả nợ hết đã rồi tính. Rồi tới lúc đó thì mới biết là nó như thế nào đúng không? Bây giờ thì nó là một món nợ mà. Một ngôi nhà để làm một ngôi trường nơi có rất nhiều cái ôm. Cái gì cái ôm? Chắc là có nhiều cái ôm. Sẽ có nhiều cái ôm. Ngôi trường đó sẽ là dành cho ai? Ngôi nhà đó chứ. Cái gọi là trường thôi nhưng mà nó cũng không hẳn là cái trường to đâu. Nó là một cái nơi, cái nhà chung và mọi người đến đó học nghệ thuật cùng với nhau. Một khóa dài của Lý khoảng 3 tháng thì cùng ăn cùng ở với vậy giáo viên. Học các loại nghệ thuật đa dạng từ vẽ gốm đến học nhạc, lịch sử âm nhạc, sáng tác vân vân, dành cho người lớn. Mà những cái cô mà có con đi du học rồi bây giờ buồn không biết làm gì, mà từ xưa mình mơ ước là được chơi nhạc hay nghệ thuật nhưng mà vì hy sinh cho con hết cả đời rồi thì giờ về đó rồi cùng ở một thời gian ngắn, họ được sống giống như họ từng mơ ước lúc trẻ. Thì cái đó là cái mà Lý đang xây dựng, nó cũng nhiều khó khăn. Mình quay trở lại với cái album của Lý nha. Không chỉ có một album đâu, mà Trang còn biết là hôm nay ngày 1 tháng 3 thì một album nữa cũng lại được gửi tới cho rất nhiều người yêu nhạc của Lý. Album có tên là Hai Người Chẳng Thấy Nhau. Dạ đúng rồi. Tại sao hai người không thấy nhau? Cái tên đó là Lý tìm mãi mới ra đó, vì cái bài hát đó là
cái tên nó chả có ý nghĩa gì ghê gớm đâu, vì mỗi lần phải đặt tên cho album Lý cũng mệt lắm. Album đó vốn tên là Dreamers World Tour Album, tại vì cái đĩa đó thì nó xuất phát, những cái bài hát trong đó nó xuất phát từ từ một cái concept bọn Lý làm ở nước ngoài. Thì nó đi đến những cái trong nước thì có làm ba điểm là Hạ Long, Đà Lạt và Sapa, nhưng mà cái những cái ba điểm trong nước thì Lý không có viết những cái bài đặc biệt riêng. Nhưng mà có ba nước ở quốc tế là ở Mông Cổ, Bhutan và Kenya đấy, ở châu Phi đấy. Thì Lý có viết riêng những cái bài cho những cái quốc gia này. Và sau đó thì bọn Lý thu âm, Lý với chị Tú làm cái concept này thì thu âm lại ở những cái quốc gia kia luôn. Bhutan thì không thu được, họ không có phòng thu, không làm được. Có thể có mà mình không biết, nhưng mà đó cũng thô sơ. Nhưng mà Lý có thu âm ở Nairobi với lại ở Ulaanbaatar ở Mông Cổ, thì thu âm với nghệ sĩ địa phương luôn. Và mình lại chơi nhà cùng với họ thu, rồi mình mang về nước rồi mình xử lý hậu kỳ ở tại Việt Nam. Nó cũng mấy năm nay rồi, 3-4 năm nay gom lại là Lý làm cái đĩa này. Cái chất nhạc mà Lý sử dụng cho cái album này có phải là nó khá là khác so với cái album trước? Nó sẽ khác hoàn toàn với album khác trước. Hoàn toàn. Về âm nhạc thì album trước thì mình nghe nó dễ chịu, nó giai điệu nó buồn ngủ. Cái này là không ngủ được hả? Cái này thì tiết tấu mạnh lắm, rồi hoành tráng. Cái này thì lại hoành tráng vì có ví dụ cái bài Lý hát ở đây là hát với một cái hợp xướng châu Phi 22 người, rất là hoành tráng. Và có chơi với ban nhạc bên Mông Cổ cũng hoành tráng, vì người ta có những cái giọng hát của họ là giọng hát cổ họng, nó gọi là throat singing. Thì rất là kiểu như là nó cái năng lượng nó mạnh lắm, nó hát to hay là hát đồng song thanh cùng một lúc, hoặc hát hai giọng rất thấp và rất cao cùng một lúc. Thì cái đĩa này nó cái màu sắc dân tộc của nó thì nó đậm đặc hơn, thì nó kết hợp cái màu sắc dân tộc của Việt Nam với Mông Cổ, Việt Nam với lại cái tính chất cái gospel choir của châu Phi. Thì cái đĩa này thì khác hẳn nhé, nghe nó cũng sẽ khó nghe, hơi mệt một xíu, nhưng mà có thể co giật được, nhảy được. Vậy còn những dự án tới đây thì sao? Sẽ còn là những quốc gia gì đặc biệt? Lý đang ấp ủ một cái chất nhạc như thế nào? Cái gì lạ hơn đó? Sau cái đợt này thì Lý sẽ làm một cái... Lý sẽ tập trung làm hai mảng âm nhạc thôi. Lý sẽ tập trung vào mảng âm nhạc thiếu nhi. Với lại là một cái mảng âm nhạc mà nó rất là... kiểu khác, nó kiểu ru ngủ nhưng mà hoàn toàn khác, rất ngắn, khoảng dưới 2 phút. Đây. Cái này là hồi xưa Lý không biết chơi, nhưng mà vì hồi xưa là đi khu khờ tua. Thì Lý có viết một bài thiếu nhi cho mấy anh, mấy chị trong đoàn hát cùng. Với lại là mấy đứa trẻ con ở trên đường nó nghe nó dễ hiểu quá, cái bài vì sao quá, nó như vậy nè. Vì sao đất bao xung quanh nói lên to hơn nhà mình, làm sao giống như siêu nhân bay lên cao xa tích trên trời, làm sao lớn mau mau lên. Ôi chúng ta bé li ti, ôi chúng ta bé tèo tèo, trong thế gian rất là rộng. Đấy, kiểu như vậy. Và chỉ cần là Lý vui, âm nhạc của Lý cũng sẽ mang những tinh thần như vậy. Bởi vì Lý nói rằng nó buồn ngủ, nó ru ngủ, nhưng mọi người nghe buồn ngủ mà vẫn thấy vui, vẫn thấy có cái tính tích không, cực. Cũng có mấy người nghe mà thất tình khóc cũng khổ lắm. Thật ra là Lý nghĩ là nghe nhạc nghe vừa vừa thôi. Chứ mình nghe mà để thành nghiện thì nó lại hại thần kinh. Thật mà, mình nghe ít ít thôi, nghe nó vui vui vừa phải thì tốt. Và... Trang sẽ nói lời cảm ơn Lý vì đã dành một buổi sáng ngày hôm nay để chia sẻ về những gì mà Lý đang làm dành cho khán giả. Và ở phần cuối chương trình mình sẽ còn gặp lại nhau nhé, với một ca khúc nữa nhé. Ta đã không hát như lúc xưa khi bắt đầu, lời thơ cũng thôi rối ren cuốn quanh khao khát được yêu. Và ta đã thôi đắng cay thiết tha như thấu bài ca biết rút sợ mùa đông đi quá nhanh.
Chợt trời lúc xưa nhớ tên số phone với số nhà. Dòng thư viết lâu sẽ nhanh vứt đi chôn kín. Nhiều năm người quen bỗng dưng hóa ra mất đi trong trí nhớ. Giờ ta đứng đây sợ mình quên đi ánh sao. Nhìn sóng trên mặt nước đang chìm vào trong con sông như chưa đến chưa đi. Bài hát chưa đặt tên mang tặng vì sao dần trôi vào trong quên lãng. Tuyệt vời ngày hôm nay mà Lý đã mang tới cho Cà Phê Sáng với VTV3. Và những điều mà Trang mong muốn chắc chắn là những sản phẩm âm nhạc hay hơn nữa, đậm chất Lê Cát Trọng Lý hơn nữa, bởi vì những người hâm mộ như là Trang, như là mọi người luôn luôn mong chờ những điều đó. Cảm ơn Lý.